Xin chào cả nhà. Hôm nay mình ngay cái dịp chỗ nông dân thu hoạch lúa cái vụ hè thu đó cả nhà. Thì mình quay cái cảnh mà căng lúa ở miền Tây nghe cả nhà. Thì lúa này là cái vụ này là cái vụ hè thu. Hè thu 2022 nha cả nhà. Mấy anh đang bả lâu quá lên đây vé đi ngồi xuống chứ trời. Đây là anh Lập, anh Lập đang xếp bao á. Anh chủ lúa anh đang xếp bao đó. Anh đang lộn tiền vô đó nghe. Đưa bao nhiêu xuống là anh xếp bao nhiêu á. Cái này giống gì anh Lập? Hả? Giống như lúa gì ạ? 5451 qua đây. 5451 hả? À? Ừ. Rồi lúc mình thu hoạch anh công được nhiêu bao anh Lập? Anh công chắc là 15 bao mấy à. Vậy hả? Ừ. Mùa nay mà năng suất mình nó hơi kém hơn mọi năm á. Yeah. Ừ. Mà giá vật tư nó cao quá. Cao ha. Ừ. Rồi mình tính hôm nay vậy cái lời mình so năm rồi sao anh Lập? Thì theo như mà mình làm kiểu 3 giảm 3 tăng á, còn 1 2 năm giảm á. Ừ. Chắc có lẽ là công chắc lời chắc có 1 triệu nhất cái triệu chút xíu à. Vậy đó ha. Ừ. À. Thôi cái vụ hè thu này ít có trúng phải không? Cái vụ hè thu này nó nói rằng ngay bà con nó hơi thất quát chưa chút xíu. Nó không có gần mười 15 cũng như 16 bao đi mà bao hình như cả năm mấy ký không kìa. Bao mình bỏ động chắc cả 53 ký á. Năm mấy ký không nè. Không quay mấy tuổi à bà. Theo như anh chủ đất thì nói thu hoạch khoảng 15 bao 16 bao nhưng mà bình quân bao khoảng 53 kg 52-53 kg. Vậy là 53-6 nhiêu công anh Lập, anh làm nhiêu công anh Lập? Cái thu này hả? Dạ. Mười mấy công gửi à? Dạ. Yeah. Ừ. Dấu mình công có nhiêu anh Lập? Dấu vì mặn theo cái chương trình của công ty 3 giảm 3 tăng, 1 2 5 giảm rồi. Thành ra dấu chắc có công có... có 1 triệu 3. Có 1 triệu 3 hả? 1 triệu 3. Là chiều qua là hết mức luôn á. Ừ. Không có chiều qua anh ơi. Chiều qua. Ừ. Thì ông già mà theo cái chương trình của mà công ty đó. Là của công ty Lộc Trời hả? Hả? Công ty nào vậy? Công ty này. Cái công ty này công ty gì tại? Đồng Phát á. À, công ty Đồng Phát ha. Công ty Đồng Phát. Thuốc của công ty đó luôn ha. Mình không có vì lấy theo quy trình của công ty là lấy tập hắn 300 ngàn. À. Là cái đó là mình mang theo công ty. Dạ. À. Nhưng mà ông già ông mang dán mang theo mà công ty là ba giảm ba tăng một phải năm giảm. Dạ. Ông nếu mà mình giảm cái chi phí vậy là cái lợi nhuận mình im. Mấy bao đen nữa, bao là trừ dừng ký đại ca. Dạ, theo chú thấy là mấy bao đen? Báo cáo 3 bao đen rồi. Rồi ok, rồi 3 bao đen trừ 3 ký. Bình thường. 53-6. Ừ. Rồi ok. Mấy bao mà nó khô tóc quá tóc, có thêm không? Không có bị gì, nó dính ở ngoài thôi chứ. Trong là dáng đẹp bình thường. Đây là lúa này, lúa đẹp. Ok, lúa này là lúa này là lúa giữa nó lòng sừng gì đó. Không có bởi vì nào em bị anh em mới cắt là có bỏ lại cái đường
Vậy là nó dính dơ chứ rồi. Chắc cũng cứng 800 hay lập ha. Rồi 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 cứng 800 ok nè. Ờ chắc khoảng 850. Gì tự. Đây là cảnh căn lúa ở miền Tây rất là vui cả nhà. Thì căn cắt ở đó đó, cắt ở cánh đồng đó đó, rồi đầu bà con người ta tập kết về đây nè. Nghĩa là ở đẳng là bao vàng là một chủ, ở đây là bao trắng là một chủ, ở đây là bao đây là một chủ nữa. Nó nói là hồi nãy mày phải nói gì nè, khu vực này khoảng khoảng ba chủ á, ba chủ. Vậy mấy cá vậy? Cái ông đầu tóc này ông mua cá nè. Vậy em biết không? Ông mua cá là biết không? Không rõ quay luôn cái xà lan cái mình kìa, không rõ quay cái đường đi xuống luôn. Đó đây là cái các anh các chú là đi đoạn dài bằng cái cầu nè. Đó là dắt xuống ghe ha. Ở như trên bờ mình căng xong rồi đầu dắt xuống ghe. Rồi mới chở về lò sấy để mà người ta sấy. Sấy cái đầu khô cái người ta xây ra gạo. Đã ba giả ba tăng còn khoai lên giả bộ. Đúng rồi. Xuống ghe lên quay cái dòng sông nước luôn. Yeah. Nó mới đúng cái bài bản. Quay cái thằng mới biên bao luôn ha. Quay một sải kìa, một sải kìa. Rồi đó anh quay rồi. Dòng sông An Giang rồi. Làm phải làm cho tới rồi. Đây là cái ghe để chở lúa về cái lò để mình sấy. Thì vào thời điểm này thì của khu vực miền Tây của An Giang, tỉnh An Giang là đang thu hoạch lúa, cho nên là lúc này là vô đông can nè, vô cái đông can cái vụ lúa hè thu ha cả nhà. Cái ghe này nhiêu tấn nè? Ghe này 55 tấn. Dạ, năm mấy tấn, 55 tấn. Hai cái đoàn dài, một cái thì đi xuống. Cái đoàn dài đi xuống thì bự, cái đoàn dài đi lên thì nhỏ nha. Đi xuống là có lúa. Còn đi lên đó là đi không, cho nên nó nhẹ cái đoàn dài nhỏ. Vô vụ lúa là rất là nhộn nhịp ha bà con. Đó là ở bên kia cũng có một cái ghe đã đầy rồi, là người ta sẽ chở về đó. Mở công trang ở trong quay nè. Đó nha. Phỏng vấn không? Lấy ra. Phỏng vấn luôn nha. Đó. Dạ, lúa đó là đầy rồi đó. Người ta đi về bến để người ta sấy rồi đó.
Rồi giờ mấy anh nãy giờ mệt rồi, giờ nghỉ mệt, nghỉ giải lao chút xíu rồi tiếp tục. Chú này ổng cũng lớn tuổi rồi nè mà ổng còn giác cái nè thấy không? Chú cũng lớn tuổi rồi đó mà cũng vẫn còn sức để mà vắt lúa nè thấy không cả nhà. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi chú? Tôi năm nay 53. 53 tuổi rồi. Năm nay làm ruộng mùa hè cũng nhờ được giá nông dân cũng nhờ được cái năng suất á, được 800 mấy 900 ký, cũng không khá, nhờ nhà nước ủng hộ giá cả, giảm giá thành cho thuốc men cho bà con nông dân, được nhờ, cảm ơn chú nha, rồi rồi rồi, ngắn đồng bằng nó coi.